xin mời Lý Nha Kỳ. Có vẻ là rất là thích thú. Thích, chị thích em ngay từ màn mở đầu. Em đẹp lắm á. Trong cái chương trình này em là hot girl. Thiệt, bây giờ là em thấy là em có nét tương đồng với chị Nha Kỳ rồi đó. Em chỉ còn thiếu cái hột xoàn thôi là giống Lý Nha Kỳ nha cưng nha. Ừ. Chị cho luôn. Cho em, luôn rồi. Em giờ đạt giải quán quân chị cho luôn. Bởi vì em đẹp. Đẹp, đẹp có quyền. Em đẹp mà nhảy tốt. Về mặt tổng thể là hay. Bài dựng hay. Thầy của em cũng đẹp trai nữa. Báo trước cho Kỳ biết thầy đẹp trai mà dai sức nữa. Vậy hả? Hồi nãy thấy khiêng được bạn là biết rồi. Cảm ơn Kỳ. Thế còn anh Đàm anh thấy sao ạ? Để khen Quang Đăng đẹp trai, nhảy giỏi là một điều hết sức là thừa. À vậy hả? Anh John, hơi phũ phàng nhưng mà nãy em định là kêu anh là thầy em. Nhưng mà hơi vậy em thích cậu kia hơn rồi. Chết rồi. Lấy đi. mà rất là thái độ á. Ừ. Lấy đi. Như người ta là đồ chơi, muốn lấy thì lấy. Quang Đăng chúc mừng em sắp sửa đeo hộp xoàn. Nè, đừng có đặt để người ta đâu hết. Trái tim Quang Đăng đã thuộc về Tố Tố. Đúng rồi. Cất hết đi. Đúng rồi. Hộp xoàn chỉ là sao qua phù phiếm ở đây. Em nói làm sao? Em có nhường Quang Đăng cho Lý Gia Kỳ không? Nói. Dạ không. Không luôn. Được chưa?